làm phó giám đốc làm ăn cái kiểu gì vậy con? Hả? Biết vậy ba kêu mấy thằng khờ nó vô đây nó còn nó làm phó giám đốc ba đỡ tức tức khờ. Ba ơi không phải vậy đâu ba. Thôi 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 đi ra ngoài giùm tôi cái. Ba nhưng mà không có nhân gì hết trời ơi khổ quá mà tôi ra ngoài. Bây giờ ba bình tĩnh ba nghe con nói đi sự gì không phải. Bình tĩnh con ra ngoài thì ba mới bình tĩnh được. Hiểu chưa? Ba nghe con nói đi, một lần đi. Đi ra ngoài. Dạ. Liễu xin lỗi nè ông làm cái gì vậy hả? Ông làm vậy với con rể là hơi quá đáng đó. Bà ngạc nhiên lắm hả? Ừ, lần đầu tôi mới thấy ông giận dữ như vậy, đúng là có bất ngờ thật. Chứ cái thằng này nó cứ chọc tức tôi hoài. Ông bà xưa có câu dâu là con, rể là khách, vì vậy dù có giận dữ cách mấy ông cũng nên đối xử với con rể tốt một chút. À, để tôi ráng thử coi sao. Chứ cái thằng này nó có cái năng khiếu này, nó chọc điên tôi. Thưa cô. Ủa, là con hả? Ba hôm kêu con tới chở cô về. Thôi, để cô đón taxi về được rồi. Đâu có được, ba nói là nhất định là phải đưa cô về mới được. Cô lên xe đi. Lúc nãy con buồn ba con lắm đúng không? Cô thấy ông ấy cũng quá đáng thiệt đó. Dạ, không phải vậy đâu cô. Chắc tại ba con do công việc căng thẳng quá cho nên mới vậy thôi. Chứ bình thường ba con không có giống vậy đâu. Ba con tốt phước thiệt đó. Sao vậy con? Có được một chàng rể quý như con chứ sao? Con nói quá à, con đâu được vậy đâu. Nè, rượu trái cây này ngon lắm. Cô uống thử xem. Dạ, cảm ơn cô. Chà, công nhận rượu trái cây này ngon thiệt mẹ vợ ha. Con vừa gọi cô là gì vậy? Dạ thì con gọi cô bằng mẹ. Bộ mẹ không thích vậy hả? À, không phải là không thích. Chỉ là như vậy có được không? Dạ có gì đâu không được. Thì trước sau gì mình cũng là người một nhà. Con gọi bằng mẹ vợ giờ cho nó quen là vừa. À vậy á, vậy cô phải gọi con là gì vậy? Thì dễ có gì đâu. Thì mẹ gọi con lại bằng con rể. Con rể à? Dạ, mẹ gọi thử đi. Chị không sao chứ? Con rể. Dạ, con nghe mà mẹ. Nghe sướng đâu mẹ ha. Giờ mẹ cũng tới giờ ăn rồi, hay là mình ra ngoài ăn nha mẹ. Chưa gì đó kêu mẹ vợ là bị thân thiết lắm nha. Thấy bình thường mà có sao đâu. Trước sau gì người ta cũng là người một nhà mà. Nhưng mà hôm bữa em thấy hả, nói này nói nọ người ta, còn bây giờ thì ngon ngọt, giống như bị quên hết tất cả quá khứ vậy đó. Thật ra chuyện tình cảm rất là khó nói. Nhưng mà ông mới là người quên đâu á. Không chắc ông là không bao giờ rửa chân đúng không? Cái gì? Ủa. Ê, xin lỗi ông nha. Trời ơi, ông mất cái mền của tôi nè. Đi. Đi. Đi ra giùm tôi cái. Thôi mà. Được rồi. Tôi đang đi ăn trưa với con rể nè. Con rể? Là đứa nào? Ôi trời, cái ông này làm như có nhiều con rể lắm vậy. Là thằng Ngọc á hả? Trời ơi, bà nghĩ sao mà đi ăn trưa với cái thằng đó? Sao lại kêu Ngọc là cái thằng này làm kia vậy hả ông? Người ngoài mà nghe được sẽ cười ông đó. Ừ thì tại vì trước giờ vẫn kêu nó vậy mà. Thôi thôi, từ nay về sau á, đừng kêu con rể của mình là thằng này thằng kia nữa, nghe chưa? Con rể mà nghe được sẽ buồn ông đó. Ừ, tôi biết rồi. Tuy là tôi chưa tiếp xúc nhiều với con rể, nhưng mà tôi thấy con rể của mình á, tính cách cũng được lắm đó. Vừa hiền lành, dễ thương nè, và lại dễ phép nữa. Nói chung là tôi càng nhìn càng thấy hài lòng đó. Từ bề ngoài cho đến tính cách đó ông bà. Sao rồi, con đã kêu món chưa? Ở đây thằng bồ ngon lắm đó. Mẹ ơi,
Ở những chỗ khác á, mỗi phần là 250 gram, còn ở đây á, mỗi phần là 500 gram. Như vậy có mắc hơn không? À, cái này là dành cho hai người ăn thôi mà con. Nhưng mà ở những chỗ khác á, mỗi phần 250 gram có giá là 300 ngàn, còn ở đây á, 500 gram có giá là 550 ngàn. Như vậy tính ra mỗi gram là có giá tính bao nhiêu? Tính sơ sơ thì là cũng giống nhau thôi mà. Trời ơi, sao tính sơ sơ được mẹ? Dù gì con cũng là dân kinh doanh business mà, con phải tính cẩn thận mới được. Vậy là một phần cho hai người ăn đúng không ạ? Em đợi anh chút đi nha nha. Nhất định mình phải làm sáng tỏ cái vụ này mới được. Cho anh mượn giấy đi. Bây giờ đầu tiên là 250 gram nè, mình chia cho 300 ngàn nè, bằng một số gọi là ít nè, rồi khoan mẹ, từ từ mẹ, rồi 500 gram nè, 500 gram chia cho 500. Thôi con à, đến về nhà lấy máy tính rồi bình tĩnh. Bây giờ lâu đói bụng quá. Mẹ ráng chờ con một chút xíu nữa thôi. Phải làm sáng tỏ vụ việc này thì con của mẹ ăn mới ngon được. Đợi con chút. Bao nhiêu ta? 500. Khó tính quá vậy ta. Bà, cái thằng đó, bà xin lỗi, bà đi ăn với con rể bà thấy như sao? Dạ cũng vui ạ, chỉ có điều là lâu lâu á, cậu ấy cũng khiến cho người ta hơi khó chịu một chút. Chỉ có hơi khó chịu à? Ừ, chờ đi, rồi sẽ đến lúc á, nó sẽ làm bà cảm thấy bà sẽ không bao giờ bà chịu nổi. Chắc không đến nổi vậy chứ, tôi thấy cậu ấy chuyện gì cũng tốt hết. Chỉ có điều là hơi cứng nhắc một chút. Cứ chờ đi. Ủa, mẹ mới tới hả mẹ? Ờ. Mẹ, một chút trước khi về á, mẹ nhớ ghé vào phòng của con nha. Chà, công nhận hôm nay cô Thi đi làm à, có kẹp áo đẹp dễ sợ ha. Kiểu này đang là mốt đó nha. Nè, con gà. Dạ, cái kẹp áo đẹp lắm luôn á. Em mua ở đâu vậy? Cho anh cái địa chỉ đi, con mua một cái tặng mẹ nha. Cái này không phải là kẹp áo đâu, cái này là băng tay của em. Hèn chi con thấy quen quen. Bà chờ tôi có lâu không hả? Tới hồi nào? Tôi cũng vừa mới tới thôi. Vậy hả? Ừ. Rồi cái thằng đó. À, con rể tôi nó không ngồi đây nó tiếp chuyện với bà hả? Tôi kêu nó đi làm việc rồi. Mà sao thằng rể của ông đã lớn rồi, không có ý tứ gì hết vậy? Mặt mũi cũng sáng sủa vậy mà. Chào cả nhà. Xin chào. Dạ, con chào bà. Bà mới tới. Chào con. Dạ. Hình như là bà đến hồi sớm phải không? Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nè. Dạ. Có cần bà phụ gì không? Dạ không đâu bà, con làm xong hết rồi, giờ chỉ cần dọn lên thôi à. Dạ. Cô qua đâu rồi con? Dạ, cô Hoa tới bệnh viện đó chú sĩ rồi bà. Ờ, vậy à? Dạ. Toilet trên lầu á, có ai dùng không? Dạ không bà. Dạ, con xin phép bà con vô trước nha. Ủa mẹ. Mẹ mới tới hả? Ừ. Mẹ lên đâu vậy? Lên trên lầu rửa tay một chút. Rửa tay? Ủa sao toilet dưới đây này mẹ không rửa? À, con biết rồi, mẹ định làm chuyện trọng đại hả? Đã nói là mẹ đi rửa tay mà. Thì rửa tay toilet dưới đây rửa cũng được vậy. Làm chuyện trọng đại là điều tự nhiên thôi mà. Mẹ cứ đi thoải mái đi, không có gì phải ngại hết á. Ông Tài, con rể của ông đúng là thiệt thà đó. Chuyện như vậy mà cũng nói ra được à. Chúc mẹ đi sảng khoái nha.
Mẹ ơi, mẹ ơi. Hả? Mẹ có nghe bài hát này không? Rất hợp với dáng mẹ. Bây giờ mẹ nhảy với con nha. Bài này hợp với mẹ lắm. Mẹ, ra đây đi mẹ. Mẹ ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau thì bước ta vời vời. Ôi trời, người thì thấy gì cũng tốt thiệt, nhưng mà cái gì cũng làm vừa vừa phải phải thôi chứ. Lố quá ai mà chịu nổi. Không, là đi. Quay mẹ, quay mẹ. Ừ đúng rồi. Thế từ sau mình sống và yêu nhau. Chúc cô ba sinh nhật vui vẻ nha. Coi mau mau lấy vợ đi để có người chăm sóc thôi chứ. Ở vậy mình mà buồn chết luôn á. Với lại coi anh em mình tác hợp cho ba với cô Liễu kết hôn sớm sớm đi. Ôi xin mời mọi người. Dạ xin mời. Dạ, mọi người cùng đi nha. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Dạ cảm ơn mọi người. Ồ này ông đã quá. Có một ly nữa cậu ba. Đây nữa. Làm gì sung dữ vậy? Nó sinh nhật cậu ba mà. Mà chị vô vô vô. Anh em mình vô, anh em mình vô. Vô cái là vô. Vô. Ba uống đi. Ba gấp vào mồi. Biết tôi biết. Vô. Vô ba ơi. Vô ba. Đợi con. Ra mà bỏ vòng con được. Này uống hơi dữ đó con. Dạ ngày vui rồi ba. Dạ ba. Dạ ông ơi, mẹ vợ. Cái gì vậy? Uống hoài vậy? Anh xỉn rồi kìa. Vui mà. Vui cái con khỉ á. Còn xỉn nữa. Ủa nó đâu rồi ta? Rất là xỉn, quắt một câu lên phòng ngủ rồi. Anh đi chai sáng đâu mà yếu xìu luôn. Uống chút xíu rồi xỉn rồi. Trời, cái ông này. Tâm ý. Dạ. Lại đây cô Biểu. Con chạy lên coi chú sĩ coi có sao không, có khi nào nó sĩ trên lầu không á. Dạ. Vô. Em đã nói là không uống mà. Thì giờ uống không? Uống. Ngon bậy. Vô nè, hai vợ chồng mình quốc nè. Chơi luôn nè. Rồi cái tù này là của hai vợ chồng nó luôn rồi đó. Úi trời. Vô luôn, hai vợ chồng ba luôn. Ở trên. Rồi thách đấu thì tôi chơi. Mẹ vợ quốc. Mẹ. Bây giờ mẹ hãy nhận ở đây con một lại này. Cái gì vậy? Con lộn. Một ly. Mẹ uống đi mẹ. Thôi, cô không có uống được nữa đâu. Uống chút xíu thôi mà, có gì đâu. Dạ. Không có mời nữa, sai lắm rồi không uống. Không, ba hôm nay ngày vui cứ để cho mẹ vợ uống đi. Mẹ vợ cứ uống bao nhiêu còn bấy nhiêu còn uống hết cho mẹ vợ. Rồi, nghe đây. Mẹ vợ uống đi. Thôi, để lần khác mình uống nha. Bây giờ cô không uống được nữa đâu. Con nói với mẹ, mẹ phải uống với con ly này là ly tình ly nghĩa. Mẹ uống hết ly này đi. Rồi con cho mẹ về. Trễ lắm rồi, cô phải về để được. Sớm mà, mẹ. Không à, tôi về nha. Mẹ uống, mẹ lại. Mẹ lại uống với con ly. Mẹ uống với con một ly đi rồi về. Thôi, tôi phải về đi mà. Mẹ. Ủa sao mẹ mặc quần đùi quá đây nhậu vậy? Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Xin lỗi. Mẹ vợ qua đây mà buồn người nhậu. Tôi biết này. Trời đất ơi. Xin lỗi mà. Tôi mẫu xin lỗi ơn. Mà. Mẫu ơn. Mẫu ơn ở lại uống với con một ly cuối cùng. Trời ơi. Mày lo giải cho mày đi. Liêu. Mẫu không về rồi. Mẫu cái con khỉ khô nè. Em ngồi ẩu ra nè. Ai làm sao? Tôi về rồi nè. Ồ về hả? À bà nè. Hồi nãy cái thằng đó đó. À thằng con rể. Thôi đi. Làm ơn ông đừng có nói đến nó nữa. Đừng có nhắc nó nữa. Tôi không muốn nói đến nó nữa đâu. Từ đây ở đâu có nó là sẽ không có tôi.